các bài báo của Anh và quốc tế hôm qua đăng tải kêu cứu của giới y bác sĩ Anh về việc chính phủ Anh đột ngột giảm tiêu chí bảo vệ an toàn cho các y bác sĩ trực tiếp thăm khám và cứu chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus. Họ không còn được có trang bị đầy đủ như trước đây với kính che mặt, khẩu trang y tế N95 và quần áo bảo hộ, găng tay, giày có bảo vệ. Họ được hướng dẫn chính thức từ Bộ Y tế Anh rằng COVID-19 như bệnh cúm thôi, chỉ cần đeo một khẩu trang phẫu thuật bình thường, một đôi găng tay ngắn thông thường và một chiếc tạp dề bằng nhựa, chứ không phải quần áo bảo hộ kín mít. Sau đây là ý kiến của một bác sĩ làm việc tại khoa truyền nhiễm của một bệnh viện tại Anh đăng trên tờ Guardian. Tôi cảm thấy kinh hoàng. Tôi nghiêm túc xem xét liệu tôi có thể tiếp tục làm bác sĩ hay không. Tôi có thể ổn, tôi trẻ và khỏe mạnh, nhưng tôi có thể mang ý nghĩ lây nhiễm cho những bệnh nhân khác mắc một căn bệnh có thể giết chết họ. Và đó là rủi ro nếu không có đồ bảo hộ thích hợp. Nó kinh khủng, nó không thể tả được. Đây không phải là cúm theo mùa. Đây là một loại virus mới với tỷ lệ tử vong cao hơn và chúng ta biết ít hơn về nó. Tôi không thể tin hoặc hiểu lý do tại sao Bộ Y tế Công cộng Anh đã hạ cấp tiêu chuẩn sử dụng đồ bảo hộ của chúng tôi. Tại sao họ mâu thuẫn với các tiêu chuẩn quốc tế? Bằng chứng cho thấy, nếu chỉ dùng khẩu trang phẫu thuật thông thường chỉ hữu ích khi phải đối phó với cúm theo mùa, không phải loại virus mới này. Các bác sĩ đang chết ở Ý và Trung Quốc. Những người trẻ cũng sắp chết. Một vấn đề khác mà bác sĩ Nissan Joshi, Bệnh viện Đa khoa Luton và Dunstable tại Anh cho biết là, ngoài sự thay đổi kinh khủng về tiêu chí trang phục bảo vệ cho y bác sĩ tại các bệnh viện trên toàn nước Anh, đó chính là tiêu chí không test cho các bệnh nhân nhẹ. Ai có triệu chứng lập tức tự ở nhà cách ly 7 ngày và sau đó đi làm. Và điều này, vì là luật, nên áp dụng cho tất cả, không trừ một ai. Và y bác sĩ nếu có triệu chứng nhẹ hay vừa lây nhiễm từ bệnh nhân, cũng sẽ không được test. Họ phải tự lo cho số phận của mình. Và hy sinh là tất yếu cho những con người đang ở tuyến đầu, đang ngày đêm cứu chữa cho bệnh nhân. Một bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm tại Anh nói, tôi không thể hiểu lý do và động cơ là gì. Họ đã từ bỏ. Có phải họ chỉ quyết định xây dựng khả năng miễn dịch bầy đàn, bằng cách chứng kiến chúng tôi chết? Chính phủ đã từ bỏ, có phải không? Tôi đã mất niềm tin vào lãnh đạo, y tế cũng như chính trị. Nó không giống như có một kế hoạch. Chúng ta đã có nhiều tuần để chuẩn bị, và hiện chúng tôi vẫn đang hết vật tư bảo vệ. Và rõ ràng các bác sĩ có thể toi đặc. Tại sao phải hy sinh chúng tôi khi thậm chí không đủ y bác sĩ như vậy? Có bao nhiêu người trong chúng tôi sẽ vẫn có thể làm việc cho tới khi đi luôn? Họ đang ném chúng tôi vào lò mổ. Đây là những gì họ đang làm. Làm thế nào tôi có thể ngủ? Tôi cảm thấy muốn ốm. Họ đang làm cho tôi không thể làm công việc của mình. Tôi bị sốc. Tôi cảm thấy bị phản bội. Ai sẽ chăm sóc bệnh nhân của chúng ta nếu các y bác sĩ bị bệnh hoặc chết? Bác sĩ Nissan Joshi nói, tôi đang điều trị cho những bệnh nhân đột nhiên ho ra khắp người, nhưng chúng tôi thậm chí không được đeo khẩu trang. Chiến lược của chính phủ Anh đối phó với dịch COVID-19 là cho phép virus SARS-CoV-2 lây lan trong toàn bộ dân số, để mọi người có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Điều này tức là những người đang có những triệu chứng nặng nhất có thể nhận được những hỗ trợ y tế cần thiết mà không khiến cơ quan y tế quốc gia bị quá tải. Theo các chuyên gia, để đạt được miễn dịch cộng đồng sẽ cần tới 70% dân số Anh nhiễm bệnh. Nói cách khác, miễn dịch cộng đồng có thể diễn ra sau khi 47 triệu dân Anh nhiễm bệnh, với 1 triệu người tử vong, và thêm 8 triệu người trong tình trạng nghiêm trọng cần chăm sóc tích cực. Nếu Anh nỗ lực để bảo vệ được những người dễ tổn thương nhất, tỷ lệ tử vong vẫn là 0,5% hoặc cao hơn. Điều đó tức là trong viễn cảnh ít thiệt hại nhất, nước Anh sẽ có hơn 236.000 người tử vong vì dịch bệnh. Thế nên dân mạng cả thế giới sốc thực sự khi ở thành phố Manchester của Anh hôm 14 tháng 3 và thủ phủ Cardiff của xứ Wales tối 15 tháng 3 với sự có mặt của hàng nghìn không đeo khẩu trang tập trung cổ vũ ban nhạc xứ Wales Stereophonics biểu diễn trong bối cảnh COVID-19 lây lan tại Anh. Một tài khoản viết trên mạng xã hội Twitter bình phẩm thật ích kỷ. Những khán giả này không nằm trong nhóm nguy cơ cao do còn trẻ tuổi, nhưng họ có thể lây virus sang những người cao tuổi, đồng nghiệp và bạn bè. Một người khác viết, tôi đến từ Italy. Chúng tôi không thể rời nhà, hơn 2.000 người đã chết và đó mới chỉ là khởi đầu. Được chứng kiến sự liều lĩnh như vậy thật là đáng kinh ngạc. Chúc các bạn may mắn. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc cũng không thốt nên lời khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ hẳn phải rất can đảm. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc họ khỏe. Việt bình phẩm, đây được cho là coi thường tính mạng của chính mình, và không có trách nhiệm với cộng đồng. Trong khi đó, cả thế giới đang nỗ lực chống đại dịch, Anh Quốc giới hạn xét nghiệm nên mầm bệnh trong dân là rất cao. Dự là từ tuần sau dịch sẽ bùng phát tại đây, và tình hình sẽ không khác Italia là mấy. Hầu hết người Anh và một số người Mỹ đang dửng dưng, cũng một phần là vì chính quyền trước đó đã mô tả bệnh COVID như là loại cúm thông thường, điều này tác động mạnh tới tính lạc quan của họ. Còn lại hầu hết người châu Âu đang bắt đầu khiếp đảm rồi. Đêm trước nước Anh tiếp tục hỗn loạn,
vì các ca tử vong vọt lên 55 ca, tăng theo cấp số nhân từ 34 ca trước đó. Nhưng số người nhiễm bệnh đột ngột giảm từ 208 người xuống thành 171 người, đưa nước Anh lên tổng số 1.543 ca bệnh. Và lý do, rất hay ho và đơn giản là từ nay trở đi, chính phủ Anh chỉ cho công bố các ca bệnh nặng đã vào nhập viện, Âu. Còn các ca ở nhà tự cách ly, hay có triệu chứng nhẹ thì khỏi test và sẽ không công bố. Và việc này đã được làm 3 hôm nay. Và như vậy, cái mà dân Anh coi thấy, chỉ là một phần rất nhỏ bé của con số thật mà được test thấy. Còn lại thì là phần chìm của tảng băng. Ngay sau đó, WHO sốc nặng và kêu gào cần làm mọi cách. Mà cơ bản là test tất cả các ca bệnh, cho vào cách ly và chữa trị thật nhanh. Facebooker Nguyễn Văn Nguyên bình luận, đọc mà nghĩ thấy lãnh đạo nước mình yêu thương nhân dân, còn các nước tư bản, chẳng qua họ giàu bởi từ lâu lắm họ quen bóc lột trên nỗi đau người.